Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 12, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Khánh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã chủ trì buổi làm việc tại xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân gắn với công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Báo cáo về tình hình thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về việc giúp đỡ xã Nậm Chày theo tinh thần nghị quyết số 20 Ngày 24 tháng 5 năm 2019, về giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên. Ủy ban nhân dân huyện Văn Bản nêu rõ, huyện đã quan tâm ưu tiên nguồn lực, tập trung đồng bộ các giải pháp đầu tư hạ tầng phát triển sản xuất và giải quyết các vấn đề xã hội. Thành lập các tổ công tác trực tiếp giúp đỡ các thôn bản, xây dựng kế hoạch có các giải pháp phù hợp để thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững. Trong năm 2022 Xã Đậm Chày có 33 dự án công trình xây dựng cơ bản được ưu tiên đầu tư với tổng vốn trên 176 tỷ đồng. Đến hết ngày 30 tháng 11 đã giải ngân được hơn 34 tỷ đồng. Nậm Chày cũng được đầu tư nhiều công trình cơ sở hạ tầng khác như dự án cấp nước sinh hoạt thôn Hòm Trên, hai công trình trường học, hỗ trợ làm mới 80 nhà vệ sinh, 70 chuồng đôi nhốt gia súc, sắp xếp di chuyển 8 nhà ở phân tán và trong vùng nguy cơ sạt lở, vận động xã hội hóa giúp 150 hộ làm hàng rào, vườn rau trong sản xuất, duy trì các mô hình chăn nuôi lợn đen, phát triển kinh tế đổi rừng, mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện đầy đủ chính sách cho người nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên trong năm nay nậm chảy chỉ giảm được 28 hộ nghèo, cả xã còn tới 267 hộ nghèo, tỷ lệ người nghiện còn cao, tiến độ thi công các công trình đầu tư còn chậm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa đạt yêu cầu đề ra. Tại buổi làm việc, huyện Văn Bản, xã Nậm Chảy kiến nghị nhiều nội dung cần tháo gỡ để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh đánh giá cao công tác chỉ đạo của huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn đối với chương trình phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới xã Nậm Chày. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Nậm Chày hiện vẫn là xã khó khăn nhất của huyện Văn Bàn, do đó trong giai đoạn tới cần có sự chỉ đạo thực hiện hiệu quả, tạo sự vươn lên mạnh mẽ trong năm 2023. Nhân dịp này, công ty Apatit Việt Nam trao 500 triệu đồng, hỗ trợ xã Nậm Chày xây dựng nông thôn mới. Kho bạc nhà nước, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lào Cai, hỗ trợ 8 hộ xóa nhà tạm. Chi đoàn Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và công ty Apatit Việt Nam hỗ trợ gần 3 tấn gừng giống cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.